Rich Choi, đèn của bạn đã sáng trong sự ngỡ ngàng của chính bạn. Anh chị nhìn kỹ, em chỉ làm mẫu một lần. Được. 90 giây dành cho Rich Choi. Bắt đầu. Nõn nà hay nõn là? Nõn nà. Nõn nà chính xác. Quân trí hay quân trí? Quân trí. Quân trí chính xác. Cô kia cắt cỏ chấm 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 cho anh bỏ cắt qua. Với trung tình bỏ qua. Câu 4. Thôn đoài ngồi nhớ chấm chấm chấm, một người chỉ nhớ 10 mong bỏ qua. Câu thứ 5. Sắp xếp từ. Sắp xếp từ. Bỏ qua. Bỏ qua. Câu tiếp theo lại sắp xếp từ. Chú ý chữ viết hoa thường là đầu tiên. Cái này liên quan đến tình yêu đấy. Tương tư. Tương tư chính xác. Tiếp tục. Hãy viết từ sau đây. Loang ngoằng. Loang ngoằng. Loang ngoằng. Ngoằng ngoằng. Chính xác. Vâng. Có bao nhiêu động từ trong câu? Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng. Có bao nhiêu động từ? 3. Chưa chính xác. Vâng, suy sụp hay suy sụp? Suy sụp. Chính xác. Tiếp theo. Rón rén. Rón rén hoàn toàn đúng. Câu 11. Bỏ qua. Câu 12. Bến em có gốc dừa tơ, đêm trăng em đứng chấm 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 ai? Có một vấn đề là có rất nhiều những câu ca dao quen thuộc bạn lại vội vàng bạn bỏ đi. Ví dụ nhá, thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ 10 mong một người. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Cái câu thơ vừa rồi anh Xuân Bắc có nói là một câu thơ rất nổi tiếng trong bài Tương Tư của nhà thơ Nguyễn Bính. Vâng. Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông. Thôn đoài là chỉ cái thôn ở phía Tây. Thế tại sao nhà thơ không viết là thôn Tây ngồi nhớ thôn đông? Dễ hiểu hơn rất nhiều đúng không ạ? Cái này nó có một cái lịch sử ngôn ngữ, tức là ngày xưa cái chữ Tây ấy, đấy thì sau này bị phạm húy với cái tên của một ông vua, cho nên là người ta mới nói chệch sang là thôn đoài. Mà đoài đây ấy, là nằm trong 8 cái quẻ bát quái. Thì cái đoài là hướng Tây. Thế nhưng may, cũng rất may là không có ông vua nào mà lại có tên húy là Trấn đấy. Tức là để cả cái phương Đông nữa. Vì là thôn đoài ngồi nhớ thôn Trấn, một người mà 10 nhớ một người lấn bấn lắm chẳng hạn thì cũng được đúng không ạ? Ngoài ra thưa quý vị, trong câu này tôi xin phép được bổ sung. Tức là không phải là thôn đoài, thôn Đông nhớ nhau đâu. Mà em nhớ anh. Em mà nhớ thì bắt cả thôn nhớ. Và chỉ có người Việt Nam mình mới có câu là yêu em thì yêu cả đường đi, mà ghét em ghét cả tông chi họ hàng. Đúng là ngôn ngữ Việt Nam mình ghê gớm thật. Em được 6 điểm. Những người tiếp theo. Vâng, xin chúc mừng. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. 90 giây, bắt đầu. Chớp thời cơ hay chớp thời cơ? CH. CH chính xác. Câu thứ 2. Ước gì sông rộng chấm chấm chấm, Bắc cầu giải yếm để chàng sang chơi. Nhớ vần gieo vần. Sông rộng bao nhiêu? Bỏ qua. Bỏ qua. Câu thứ 3. Hãy viết từ sau đây. Ngọc ngạch. Ngọc ngạch. Ngọc ngạch. Đáp án chính xác. Đó là ngọc ngạch. Câu thứ 4. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao, chấm chấm chấm. Sao tàn. Sao tàn, chưa chính xác. Chúng ta đi tiếp, câu thứ 5. Nào, sắp xếp từ. Mong ngóng. Hoàn toàn đúng. Câu thứ 6. Dày vò hay dày vò? GD. GD, chưa chính xác. Giao duyên hay là giao duyên? Di. Di, hoàn toàn đúng. Câu thứ 8. Sao xuyến hay là sao xuyến? X. X, chính xác. Câu thứ 9, có bao nhiêu danh từ trong câu? Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng tổn thức. Chưa chính xác. Câu tiếp theo, sắp xếp. Thơm tho. Hoàn toàn chính xác. Câu số 11, sắp xếp. Ngơ ngẩn. Không đúng. Theo chúng tôi, ngẩn ngơ hoàn toàn chính xác. Bạn thi phần này thế nào, Đinh Mạnh Ninh?
em thấy cũng khó và anh đọc hơi chậm. Nhớ mặt nhé. Vâng. Bạn đang có 7 điểm. Bạn Thái Bình 8 điểm. Nguyệt Ánh 11 điểm. Quick Choi 6 điểm. Bạn có buồn không? Hơi buồn một xíu ạ. Lỗi là tại cái đèn. Quick Choi thân mến, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục có những sáng tác tuyệt vời để mọi người cùng ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn.